Hi. Xin chào Mỹ Liên. Xin chào anh Phước Sửu. Hôm nay Phước Sửu và Mỹ Liên có mặt tại một cái căn penthouse rất là đẹp, một cái tầm view cực kỳ thoáng phòng Mỹ Liên. Đúng rồi, hiện tại thì Mỹ Liên và anh Phước Sửu đang có mặt tại đảo Kim Cương ở ngay tại dự án Diamond Island, và để chia sẻ đến quý cô chú anh chị một sản phẩm, đó là căn penthouse cực kỳ đẹp và có 3 mặt view. Đúng không anh Phước Sửu? Đúng rồi, và ngày hôm nay Phước Sửu và Mỹ Liên có mặt ngay tại cái căn penthouse này, thì bây giờ mình sẽ cùng nhau di chuyển để xem cái tầm view của cái căn penthouse này đẹp như thế nào phòng Mỹ Liên. Được rồi. Thì đầu tiên thì Mỹ Liên cũng xin chia sẻ một chút xíu nha. Căn penthouse này tọa lạc ngay tại chỗ gọi là đảo Kim Cương. Yeah. Kim Cương thì mọi người cũng biết rồi đó. Ở đây thì chúng ta sẽ dễ dàng thuận tiện để về những cái nơi giống như quận 1 và quận 2 bằng con tuyến đường đó là Mai Chí Thọ. Cô chú anh chị đã qua tới đảo Kim Cương chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo chân anh Phước Sửu và chúng ta đi coi hết căn penthouse ngày hôm nay nha. Mời mọi người. Trước khi mà đi xem qua căn penthouse thì Phước Sửu muốn hỏi Mỹ Liên một tí xíu về cái cách kết nối di chuyển từ cái căn penthouse này mình về trung tâm á Mỹ Liên. Thì theo như Mỹ Liên thì đây có phải là một cái gọi là một bước chân ngàn tiện ích so với lại mọi người nói đến đảo Kim Cương hay không? Đúng rồi anh Phước Sửu. Tại vì mọi người biết sao không? Nơi mà Mỹ Liên đang đứng á, thì dễ dàng kết nối ra đường Mai Chí Thọ, và chúng ta sẽ từ đường Mai Chí Thọ chúng ta sẽ kết nối về quận 1 và các quận khu vực trung tâm. Ngoài ra thì hướng ngược lại chúng ta có thể về quận 2. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng là khu vực này quá gần với các tiện ích, dễ dàng sở hữu rất nhiều tiện ích khu vực này, nội khu và ngoại khu rất nhiều. Đó nên là nếu như có chú anh chị mà mình đã tham quan khu vực này, mọi người sẽ cực kỳ mê và thích khu vực này đó. Rất là tuyệt vời. Ngoài những cái mà tiện ích mà Mỹ Liên giới thiệu thì ngay trước mặt của Phước Sửu đây nè, cái góc quay sẽ lia xuống cho để cho mọi người xem là một cây cầu rất là đẹp và một cái dòng sông cực kỳ thơ mộng phong Mỹ Liên. Đúng rồi anh. Thì có một điểm đặc biệt ở đây chính là căn penthouse này chúng ta sẽ có 3 view mặt tiền. View đây là view đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy, và tiếp theo. Cái view đầu tiên đó là view mình nhìn trực diện về Landmark 81, nơi mà có những cái tràng pháo bông rất là đẹp khi mà đêm giao thừa, phải không? Đúng rồi anh Phước Sửu. Và sau lưng Liên và anh Phước Sửu đây chính là căn view thứ hai của mình. Cách tầm view này thì mình về nhìn về như mọi người nhìn thấy là toàn cảnh của quận 2 và thành phố Thủ Đức, phải không? Đúng rồi anh. Mọi người có thể thấy rằng là một sự nhộn nhịp và tấp nập ở khu vực này nó rất là tuyệt vời, nhưng mà căn của mình thì mình sẽ không có bị quá ồn, hay là đặc biệt là sẽ tách lọc với những cái tiếng ồn đó ra, nên là quý cô chú anh chị chúng ta sẽ có thứ nhất là view đẹp, thứ hai là sẽ yên bình đó. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển để qua cái view thứ ba của căn nhà này nhé. Rồi, trước khi mình qua cái tầm view thứ ba thì mình nói sơ qua về cái tiện ích của căn nhà bên này. Thì một cái căn gọi là penthouse thì một cái điều đặc biệt mà hơn hết trong những cái căn penthouse khác là ở đây có hồ bơi phòng Mỹ Liên. Đúng rồi, hồ bơi, và mọi người có thể nhìn thấy rằng là hồ bơi này chúng ta vừa bơi vừa có thể nhìn cái view luôn đó. Và Liên rất là thích, trong tương lai có thể là Mỹ Liên sẽ cố gắng phấn đấu sở hữu căn này thì sao, đúng không? Chính xác, một cái tiện ích khá nổi tiếng, vâng. Đúng rồi. Và mọi người ơi, thì Liên cũng chia sẻ hơn một chút xíu nha, với cái diện tích căn phòng này, căn nhà là diện tích sử dụng là khoảng là 600 m², và khu vực dưới sàn đầu tiên tầng 1 của mình ấy là 350 m², nên là quý cô chú anh chị chúng ta có thể nhìn thấy là rất là rộng rãi, và trong này có rất nhiều người đang xem. Đó chính là cái điểm hấp dẫn của căn nhà này. Chỉ ngày hôm nay là cũng không phải là cuối tuần, nhưng mà có khá nhiều khách hàng rồi những cái công ty dịch vụ môi giới để đến xem và giới thiệu cái căn penthouse này đến với khách hàng. Đúng rồi. Và cái tầm view thứ ba mà Phước Sửu và Mỹ Liên muốn giới thiệu đến quý anh chị là một cái tầm view khá thoáng về một nhìn về một cái cụm khu dân cư nội khu, phải không? Đúng rồi ạ. Mọi người có thể nhìn thấy hướng bên này là chúng ta là Ủy ban Nhân dân của thành phố Thủ Đức, và sau lưng Liên, trời ơi, đây chính là một khu biệt thự siêu siêu hấp dẫn ở khu vực đảo Kim Cương này, với giá trị của từng căn là tới hàng triệu đô đó mọi người. Yeah, một cái tầm view khá đẹp, và gần như mặt nào cũng nhìn, Phước Sửu cũng nhìn thấy là sông. Đúng bờ rồi, sông anh. Thoáng mát. Đúng rồi, ba mặt của chúng ta đều giáp với sông cả, đó nên là cực kỳ thoáng mát, điều hòa trong không khí trong căn nhà của mình cũng rất là tốt luôn. Mọi người có thể thấy rằng là view của căn nhà này là một điều rất rất là đặc biệt, nhưng mà đặc biệt hơn nữa là view của căn nhà này rất là rộng. Bây giờ theo chân Phước Sửu và Mỹ Liên là chúng ta ra ngoài một cái hướng ban công. Chính xác, khá đẹp luôn. Ở đây thì mình tha hồ mình có thể trồng rất là nhiều loại cây từ thấp tầng đến cao tầng, phong Mỹ Liên. Đúng rồi anh, đây sẽ là một không gian xanh của căn penthouse của mình. Nếu như quý cô chú anh chị mình thích một sản phẩm giống như là về đây mình có một cái góc chiêu nè, mình có thể uống rượu van nè, rồi mình vừa ngắm view, mình vừa có cây xanh. Hoặc là ở đây nếu như mọi người thích thì cũng có thể biến tấu để chúng ta trồng một số loại cây ăn quả, hoặc là những cây rau mà mình thích. Chính là rau xác. Sạch đó. Tuyệt vời. Sau lưng Mỹ Liên và anh Phước Sửu đây chính là cái khúc view mà Liên đang chia sẻ. Chính xác. Phước Sửu thì rất là thích khi mà những cái cuối tuần thì có những cái bữa tiệc cùng với bạn bè, BBQ, phải không? Nướng, hồ bơi, thì ở đây thì nó sẽ gọi là một nơi gọi là tuyệt cực vời. Kỳ tuyệt vời, phải không? Đúng rồi anh Phước Sửu.
Lý do mà anh Phước Sửu nói điều này đó chính là không gian giếng trời nha mọi người. Đúng rồi, đó. Rất là thoáng nên và mình có thể tổ chức baby queen ngoài trời. Đúng luôn á Mỹ Liên. Anh có tính mời em làm một bữa tiệc nướng không ta? Chắc ăn rồi, anh sở hữu căn này thì chắc anh mời cả bạn bè của em luôn chứ không phải em, bởi vì nó không gian quá rộng và quá lớn. Rồi bây giờ mình sẽ là vào bên trong để mình xem được cái bên trong là bố trí là như thế nào. Theo như Mỹ Tiên Mỹ Liên thì cái căn phòng này thì Mỹ Liên sẽ bố trí như thế nào? Nếu như mà Mỹ Liên thì Mỹ Liên thích một cái căn phòng khách rộng rãi, tại vì Mỹ Liên có rất nhiều bạn bè và họ đều có những cái sở thích giống như là về nghệ thuật. Mỹ Liên thích có một căn phòng khách rộng, có đàn piano và có những cái chiếc ghế nhỏ xinh và một cái tivi thật là to để chúng ta có thể coi phim hay bị ra rạp. Đúng rồi, với căn phòng này vừa chiêu vừa nghỉ dưỡng và mình nhìn về hồ bơi và về một cái tầm view khá đẹp. Và khi mà từ cái căn phòng này thì mình có thể di chuyển vào một cái căn phòng thứ hai, phòng Mỹ Liên. Thì mình ở đây thì căn phòng này dễ dàng kết nối cực kỳ. Đầu tiên thì chúng ta có thể kết nối ra ban công, khu vực mà giếng trời hồi nãy Liên có nói. Thứ hai là kết nối ra được là hồ bơi nè. Và cái thứ ba đây chính là chúng ta sẽ kết nối ra căn phòng tiếp theo. Rồi. Rồi. Đây sẽ là khu vực để chúng ta đi ra ngoài cổng chính của mình, cửa chính của mình luôn. Đó, và một cái cầu thang để chúng ta đi lên lầu 2. Thì bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ kết nối ra cái phòng tiếp theo. Liên nghĩ đây là sẽ là phòng ngủ đó anh thực sự. Đúng rồi. Ở đây thì chủ nhà đầu tư thì bàn giao nhà thô phòng Mỹ Liên. Dạ, ở đây thì chúng ta bàn giao khác nhau. Nếu như mà khách hàng chúng ta thích bàn giao thô để mà chúng ta tự mình thiết kế lên cái sản phẩm của mình nè, thì sẽ có bàn giao thô. Và nếu như mà khách hàng muốn rằng là xách vali vào ở thôi thì chúng cũng sẽ có bàn giao full nội thất tùy vào khách hàng. Nói như Mỹ Liên là chủ nhà ở đây sẽ gọi là bán theo gọi là full option cho khách hàng. Đúng và rồi có thể bán theo nhà thô. Đúng rồi. Nên là rất là tiện lợi khi mà khách hàng sở hữu căn này phải không? Dạ đúng rồi anh Phước Sửu. Thì mọi người có thể thấy là hiện tại khu vực này nó đang rất là thô, nhưng mà theo như Liên biết thì khoảng một tháng nữa thì chúng ta căn này có thể full nội thất cơ bản rồi. Yeah. Có nghĩa là tất cả những nội thất cơ bản từ sơn tường tới tất cả những cái nội thất dính tường đều sẽ hoàn thiện hết. Căn này thì anh Phước Sửu nghĩ là gì? Chắc là phòng ngủ anh hả? Chính xác, phòng ngủ và có toilet bên trong. Và ở đây thì như mọi người nhìn thấy thì có thể thiết kế được một cái không gian là vừa là có thể là nấu nước luôn trong phòng được luôn. Đúng rồi anh, rồi. Giống như khi mà gọi là với một cái gia đình mà nhiều thành viên hoặc là nhiều thế hệ thì ở đây cũng là một cái không gian chung để dành cho một gia đình luôn. Dạ, bởi vì nó quá rồi. Rộng và tầm view quá đẹp. Dạ đúng rồi, chúng ta vừa sử dụng được trong này là phòng ngủ nè, có thể để kệ sách, quần áo nè và liền kề với lại là nhà vệ sinh. Khu vực này thì Mỹ Liên thấy là rất là rộng luôn, nên là Liên nghĩ rằng là nếu như mà dù có để hai cái giường thì vẫn có được, có thể được luôn đó mọi người. Đó, đúng không anh Phước Sửu? Đúng rồi, bây giờ là mình sẽ kết thúc gọi là tầng 1, mình sẽ di chuyển lên tầng 2. Rồi, mời mà cameraman sẽ là đi trước lên tầng 2 để mọi người ngắm cái tầng 2 sẽ bố trí được những cái sản phẩm và những cái căn phòng như thế nào phong Mỹ Liên. Dạ. Với cái cầu thang này cũng khá đơn giản. Đây là cái cầu thang sắt gọi là cầu thang lượn để cho mình có thể là bố trí và mình có thể xây dựng lại phong Mỹ Linh. Đúng rồi anh, đây là cầu thang tạm thời đó anh Quốc Dũng. Càng lên cao thì mình càng thấy cái tầm view nó càng đẹp Mỹ Liên ạ. Thật sự thì không biết anh Quốc Dũng có cảm nhận như thế nào, nhưng mà đối với Liên thì đây phải nói là một trong những cái tầm view cực kỳ mà Liên thích luôn. Tại vì mặc dù Liên rất là sợ độ cao đó anh Phước Sửu, nhưng mà Liên thấy rằng là căn này, trời ơi, Liên chỉ muốn là dọn đồ về đây ở luôn thôi. Ở đây nó sẽ thoáng phải không? Đúng rồi ạ. Và nó nhìn tầm view khá xa luôn. Và bây giờ mình sẽ bố trí đó Liên. Theo như Liên ở đây có phải là một gian gọi là phòng ngủ và có toilet ở bên trong phải không? Đúng rồi anh. Mọi người có thể thấy rằng là trong tất cả những căn này đều có lắp bằng kính. Và kính ở đây thì là kính cường lực, nhưng nó không phải là văn mờ nha mọi người, nên là nó sẽ khiến cho ánh sáng điều hòa vào trong căn nhà mình cực kỳ tốt. Mình sẽ tiết kiệm được điện và có mình sẽ có ánh nắng thiên nhiên tốt hơn cho mình và cả gia đình của mình nữa. Đúng không anh Phước Sửu? Đây là một cái gian phòng ngủ và như mọi người thấy nhìn bước vào đây là một cái không gian gọi là phòng tắm khá cao cấp luôn và khá rộng. Và ở đây thì như Mỹ Liên có thể là nhìn thấy được là mình có thể bố trí được một cái bồn tắm nằm. Đúng rồi anh. Mỹ Liên nhớ nha, là một cái bồn tắm nằm massage thì khoảng tầm đâu đó tí tí thôi, nhưng mà sẽ cực kỳ thoải mái. Cho nếu như mà mình đi làm về mệt mỏi á, mình sẽ có được cái sự thoải mái trong chính trong căn nhà của mình mà không cần phải đi ra ngoài luôn. Chính xác. Với cái căn phòng ngủ này thì mình cũng có thể là có một cái tầm view nhìn về bờ sông khá đẹp. Rồi, em rất là thích căn này luôn anh Phước Sửu. Lý do là tại vì ở dưới chúng ta cũng vừa có view nhìn ra ba mặt nè,
Cái thứ hai là trên tầng 2 của mình cũng sẽ có những tấm kính để mà chúng ta nhìn được view, có nghĩa là dù ở trên hay ở dưới chúng ta đều sở hữu được những cái view nhà của mình. Đó. Chính xác. Ở đây thì mình không, đôi lúc thì mình cũng không cần dùng máy lạnh phong Mỹ Liên. Đúng rồi anh, tại vì có hệ thống cửa sổ của mình đều có thể mở ra được, và ở trên này thì không khí và gì ta gọi là gió nó cũng sẽ thoáng mát hơn. Đó. Chính xác. Nó sẽ không có chịu cái độ nóng. Ngoài ra thì ở khu vực này mọi người có thể thấy rằng là rất là nhiều tiện ích, nên là chúng ta chỉ cần về đây mà sử dụng thôi. Đó. À, phía trước mà Phước Sửu mà nhìn thấy đó là La Hay, là một cái chuỗi nhà hàng khách sạn và quán bar rượu đó, cũng nằm trong cùng khu dân cư. Và từ đây thì mình nhìn xuống là một cái công viên dành cho trẻ em, có hồ bơi đầy đủ Mỹ Liên ạ. Đúng rồi, ở khu vực này thì Liên thấy nó có rất rất nhiều tiện ích, có cả trường học trong khu dự án này luôn, nên chúng ta chỉ cần bước xuống khỏi tầng trời là chúng ta sở hữu được thôi, dễ dàng quản lý và dễ dàng sử dụng luôn. Rồi, bây giờ là mình khám phá một gian phòng thứ ba. Đối với phòng mà tầng trệt thì đã có một cái phòng khá rộng rồi, và tầng 2 thì mình đã khám phá cái gian phòng đầu tiên, thì bây giờ mình sẽ qua cái gian phòng thứ ba, cũng là phòng ngủ luôn, phòng Mỹ Liên. Đúng rồi anh. Rồi, với cái căn này thì có thể thiết kế được 4 phòng ngủ Mỹ Liên ạ. Và đa số tất cả các phòng ngủ đều có là toilet bên trong hết luôn. Với cái gian phòng ngủ này cũng tương tự với gian phòng ngủ khi nãy, phòng Mỹ Liên. Tất cả các phòng ngủ đều có một cái tầm view khá đẹp luôn. Rất là thoáng và không bị là chắn góc view. Đúng rồi. Và anh Phước Sửu có thấy không? Cái không gian mà khu vực này nè anh Phước Sửu, có thể là sẽ là một căn phòng ngủ cực kỳ lớn luôn. Master bedroom. Đúng rồi anh. Trời ơi, mọi người nghĩ sao nếu như mà mọi người về đây, anh Phước Sửu và Mỹ Liên đứng ở đây thì cảm thấy rất là nhỏ bé so với căn phòng này đúng không ạ? Yeah, quá chính xác. Chứ mình nếu mà thực sự là đối với gọi là căn hộ thì Phước Sửu chưa bao giờ thấy một cái căn hộ mà có cái diện tích khuôn viên khá rộng như vậy, và nó có đều gọi là có hai mặt tiền thoáng luôn, và có thiết kế được một cái phòng toilet khá rộng luôn. Trong này thì có thể là thiết kế gọi là mình có thể thiết kế được là phòng thay đồ khô nè, phòng tắm và xông hơi đầy đủ luôn. Chính xác. Nếu như mà em thì em cũng sẽ thiết kế ở đây có một cái máy chiếu phim nhỏ nhỏ để mà biết đâu vợ chồng chúng ta lại tâm tình với nhau đúng không? Chính xác. Thì mọi người có thể thấy rằng là cái khung vang không gian này rất là rộng, nhưng mà đây chưa hẳn là không gian cuối cùng, nên chúng ta phải qua tiếp không gian còn lại để mình hình dung xem thử trên này là bao nhiêu mét vuông nha mọi người. Dạ, mọi rồi mình let go thôi ha. Khá đẹp Mỹ Liên ạ. Tương lai thì tương lai không xa thì Phước Sửu cũng có thể sở hữu nhưng mà thuê đấy. Mình phải, đâu có ai đánh thuế giấc mơ đâu anh. Chính xác. Nên là anh Phước Sửu ơi, nếu như mà em thì em sẽ mơ là mình sẽ được sống ở đây luôn. Chính xác. Đó. Một cái căn bên hông khá đẹp tại đảo Kim Cương. Nói đến đảo Kim Cương là một nơi gọi là trang hòa, giao thoa giữa đất trời về thiên nhiên, cây cảnh, và đặc biệt ở đây là các xây dựng, mật độ xây dựng khá thấp, chỉ khoảng ba mấy phần trăm thôi Mỹ Liên ạ. Đúng rồi. Và mọi người có thể thấy rằng là từ nơi đảo Kim Cương này nè, mình kết nối mà về các cái tỉnh lân cận giống như là Đồng Nai, Vũng Tàu cũng dễ dàng qua đường cao tốc luôn. Đó, nên là em thấy như thế này nè anh Phước Sửu ơi, nếu như mà trong tương lai ấy, em có thể thì anh hãy nhường căn này lại cho em nhá. Chắc ăn rồi. Anh không bao giờ dành đâu, bởi vì là cùng lắm thì anh sẽ thuê lại của em thôi. Vâng, thì mọi người thấy sao về cái khu vực tầng 1 của mình nè? Thì Liên cũng chia sẻ một chút xíu nha. Ở khu vực này thì có diện tích là 250 m2. 250 m2 đó mọi người. Một diện tích cực kỳ khủng so với nhiều căn nhà khác. Nhưng mọi người có thể thấy rằng là hiện tại bây giờ nhà thì bán là rộng 5 là dài 20 là maximum rồi. Hoặc là có thể nhiều người người ta muốn có sân vườn chút xíu anh Sửu. Thì cũng là 200 m2 thôi. Nhưng mà diện tích của tầng 1 của mình thôi mà đã 250 m2 rồi. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Dạ. Một cái căn bên hầu khá đẹp. Và mức Mỹ Liên có dự định là hỏi Phước Sửu về một cái mức giá hay là cái cách chào hàng như thế nào hay không? Có anh Sửu ơi, tại vì nãy giờ em cũng quá là thắc mắc và tò mò luôn, không biết là căn này thì bàn giao thô thì bao nhiêu tiền, và bàn giao full nội thất thì sẽ mức tài chính bao nhiêu thì chính mình sở hữu được. Trước khi là Phước Sửu sẽ nói với mọi người đó là về cái pháp lý. Ở đây là một cái căn penthouse pháp lý, nhưng mà pháp lý gọi là sở hữu vĩnh viễn, sổ hồng lâu dài luôn. Sở hữu vĩnh viễn, sổ hồng lâu dài nha quý cô chú anh chị. Yên tâm về mặt pháp lý. Còn về cái vấn đề về giá bán thì cực kỳ hấp dẫn luôn rồi. Anh có thể bật mí không? Em tò mò lắm rồi. Chỉ cần khoảng bỏ ra khoảng 80 tỷ thôi. 80 nha mọi người, 80 để sở hữu 600 m2 sử dụng. 600 m2 ha. Có hồ bơi đầy đủ luôn. Và nếu mà khách hàng quý anh chị mà muốn sở hữu full nội thất thì chủ nhà cũng sẽ lại đi co theo cái ý của anh chị luôn nha. Trời ơi,
ơi, cái này gọi là sao mọi người? Có nghĩa là mình thích như thế nào thì chủ nhà chiều như thế đó. Đây là một trong những cái yếu tố điều kiện rất là quan trọng đối với khách hàng. Tại vì đâu phải ai cũng có thể mà mình có nghĩa là chủ nhà decor một nơi mà mình thích, đúng không? Chính nhưng xác. Mà đây là chủ nhà decor theo ý muốn của khách hàng luôn. Chính xác. Thì khoảng hơn 100 tỷ. À, đâu đó tiền decor nội thất, gọi là nội thất cực kỳ cao cấp, thì khoảng đâu đó khoảng 20 tỷ thì mình sở hữu nguyên một cái biệt thự trên không rất là đẹp. Mọi người, em hỏi công tâm nhé, và hỏi anh Phước Sửu luôn. Mọi người thấy căn penthouse này như thế nào? Chắc là mọi người sẽ không bao giờ là thích nó đâu, bởi vì là nhiều người là khó để mà sở hữu được. Nhưng mà những quý anh chị khách hàng mà gọi là muốn đây là một cái nơi gọi là ở lâu dài, gọi là định cư bền vững, và nơi đây sẽ là một nơi gọi là trang hòa tình yêu thương, nơi một nơi đi để trở về, đúng rồi, thì đúng đó mới là một cái giá trị gọi là phù hợp với khách hàng. Đúng rồi anh. Đó thì chúng ta cũng đã trải nghiệm qua những cái thông tin nè, rồi là những cái mặt bằng luôn nè. Thì bây giờ thì Mỹ Liên và anh Phước Sửu cũng xin nhắc lại một chút xíu về thông tin nha. Đầu tiên thì Mỹ Liên xin nhắc về diện tích. Với tổng diện tích sử dụng là 600 m², với diện tích sàn 1 đó chính là 350 và lầu 1 là 250 đó. Và như mọi người cũng đã nghe thì anh Phước Sửu có chia sẻ là đây là sở hữu lâu dài, sổ hồng luôn đàng hoàng đó, với mức giá chỉ với có khoảng 80 thôi thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không anh Phước Sửu? Chính xác. Quý anh chị cần thêm thông tin về cái căn penthouse này thì inbox ngay cho Phước Sửu và Mỹ Liên theo số hotline bên dưới nha. Cần thêm những cái thông tin về bán đảo Thủ Thiêm, nơi mà gọi là theo như mọi người nói là một cái nơi khá đẹp, một cái bán đảo tự nhiên có mặt tại Sài Gòn, tự nhiên thiên đường. Còn đảo Kim Cương đó chính là nơi phong thủy hài hòa đó. Thì nếu như cô chú anh chị mà mình có nhu cầu tìm hiểu hoặc là biết thêm thông tin thì hãy nhớ gọi đến số hotline trên màn hình để liên hệ cho Mỹ Liên và Phước Sửu nha. Cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn gặp lại.